Chào các em đã đến với bài 2, tiết 2 của phép tính logarit. Tìm hiểu về phần số 3, tính chất của phép tính logarit. Vậy, trước khi vào tính chất của phép tính logarit thì chúng ta cùng qua hoạt động. Cho các số thực dương A, M lớn, N lớn với A khác 1, bạn Quân đã vẽ sơ đồ và tìm ra công thức biến đổi biểu thức loga cơ số A của M nhân N như sau. M nhân N là A loga cơ số A của M lớn, A loga cơ số A của N lớn. Thì suy ra được, bạn sử dụng công thức A mũ M cộng N. M nhân N thì bạn còn suy ra được nó bằng A loga cơ số A của M nhân N. Và từ hai điều phân tích trên, bạn suy ra được loga cơ số A của M nhân N bằng loga cơ số A của M cộng loga cơ số A của N. Vậy em hãy giải thích cách làm của bạn Quân và sau đó em hãy vẽ một cái sơ đồ tương tự để tìm công thức biến đổi cho loga cơ số A của M trên N và loga cơ số A của M mũ alpha với alpha thuộc R. Rồi, vậy ở đây thì chúng ta nhìn thấy bạn Quân đang sử dụng công thức lũy thừa A mũ, đúng không nào? Vậy tương tự như vậy thì chúng ta nhìn vào cái cách bạn làm để mà mình giải thích cách làm của bạn Quân hen. Rồi, vậy với câu A thì cô sẽ sử dụng công thức A mũ loga cơ số A của B bằng B. Vậy ta có M lớn bằng A mũ loga cơ số A của M lớn, N lớn bằng A mũ loga cơ số A của N lớn. Nên ta có tích M nhân N sẽ bằng A mũ loga cơ số A của M lớn nhân A mũ loga cơ số A của N lớn. Và mình sử dụng công thức lũy thừa của hai cơ số cùng cơ số A mũ M nhân A mũ N thì bằng A mũ M cộng N. Mặt khác, M nhân N lại bằng loga bằng A mũ loga cơ số A của M nhân N. Vậy từ 1 và 2, cô suy ra được là A mũ loga cơ số A của M cộng loga cơ số A của N thì bằng A mũ loga cơ số A của M nhân N. Và tương đương khi hai cơ số, hai vế đã bằng nhau thì lũy thừa của nó sẽ bằng nhau. Vậy cô có được loga cơ số A của M lớn cộng loga cơ số A của N lớn bằng loga cơ số A của M nhân N. Và áp dụng cái tính chất như trên thì cô sẽ tính được cái biểu thức M chia N. Vậy với M chia N thì cô có được là M chính là A loga cơ số A của M chia cho A loga cơ số A của N. Và áp dụng công thức lũy thừa A mũ M chia A mũ N thì bằng A mũ M trừ N. Vậy cô có được A loga cơ số A của M trừ loga cơ số A của N lớn. Và tương tự, M chia N nó cũng bằng A mũ loga cơ số A của M chia N. Và từ đó suy ra khi hai cơ số bằng nhau, hai cơ số bằng nhau thì lũy thừa cũng bằng nhau. Vậy cô có được loga cơ số A của M lớn trừ loga cơ số A của N lớn bằng loga cơ số A của M chia N. Và cũng như vậy cho câu M mũ alpha. M mũ alpha thì các em có thể nhìn trên màn hình. Thì ở đây cô có là M mũ alpha thì nó chính là A loga cơ số A của M lớn tất cả mũ alpha. Và cô đưa alpha về phía trước thì cô được là A mũ alpha nhân loga cơ số A của M lớn. Và M mũ alpha cũng chính bằng A mũ loga cơ số A của M mũ alpha. Vì cơ số bằng nhau nên lũy thừa bằng nhau. Vậy cô có loga cơ số A mũ M alpha thì bằng alpha loga cơ số A của M lớn. Vậy từ cái hoạt động 2 này thì chúng ta có những cái kiến thức cần lưu ý. Cho các số thực dương A nhỏ, M lớn, N lớn với A khác 1 thì ta có được loga cơ số A của M nhân N chính là bằng loga cơ số A của M cộng loga cơ số A của N. Loga cơ số A của M chia N thì lại bằng loga cơ số A của M lớn trừ loga cơ số A của N lớn. Rồi, loga cơ số A của M mũ alpha thì bằng alpha loga cơ số A của M lớn với alpha thuộc R. Lưu ý đặc biệt với A,
M lớn, N lớn dương và A khác 1, thì ta có loga cơ số A của 1 phần N thì bằng trừ loga cơ số A của N lớn. Loga cơ số A căn bậc N của M lớn thì bằng 1 phần N nhỏ loga cơ số A của M lớn với N thuộc N sao. Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua ví dụ 4, tính giá trị các biểu thức sau. Câu A, loga cơ số 2 của 2 phần 3 cộng loga cơ số 2 của 12. Vậy với câu A thì ta thấy loga cơ số 2 là đã giống nhau. Vậy ở đây phép tính cộng thì ta có loga cơ số 2 của 2 phần 3 nhân cho 12. Và bằng 2 nhân 2 phần 3 nhân 12 thì rút gọn còn lại là 8, chính là 2 mũ 3. Rồi cô đưa lũy thừa A đưa ra phía trước theo tính chất của loga ha. Thì cô được là 3 mũ loga cơ số 2 của 2 và bằng 3 nhân 1 bằng 3. Câu B, loga cơ số 3 của 9 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Vậy ở đây là phép tính nhân loga A của M nhân N thì bằng loga A của M cộng loga A của N. Vậy rồi 9 thì cô đưa về 3 mũ 2 thì nó sẽ ra luôn là được là 4 loga cơ số 3 của 3 cộng loga cơ số 3 của 3 mũ 2 thì nó chính là 2 loga cơ số 3 của 3. Vậy thì cô có được là 4 cộng cho 2 và ra được kết quả bằng 6. Câu C, loga cơ số 5 căn bậc 3 của 25. Vậy ở đây căn bậc 3 của 25 cô đưa về lũy thừa thì ta được là loga cơ số 5 của 25 mũ 1 phần 3. Và 25 thì nó lại là 5 mũ 2. Thì cô được là loga cơ số 5 của 5 mũ 2 phần 3. Vậy áp dụng tính chất của loga, ta đưa mũ alpha 2 phần 3 đưa ra phía trước thì ta được 2 phần 3 loga cơ số 5 của 5 và bằng 2 phần 3 nhân 1 bằng 2 phần 3. Vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cái nội dung về tính chất của phép tính loga. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua phần số 4, đó là công thức đổi cơ số. Vậy trước khi vào công thức đổi cơ số thì chúng ta cùng nhau tham gia vào hoạt động khám phá 3. Khi chưa có máy tính thì người ta thường tính các logarit dựa trên bảng giá trị. Các logarit thập phân đã được xây dựng sẵn. Chẳng hạn để tính x bằng loga cơ số 2 của 15 thì người ta viết 2 mũ 3 bằng 15 rồi lấy logarit thập phân hai vế nhận được x loga cơ số 10 của 2 bằng loga cơ số 10 của 15 hay x bằng loga cơ số 10 của 15 chia cho loga cơ số 10 của 2. Sử dụng cách làm này, tính loga cơ số A của n lớn theo loga cơ số 10 của A và loga cơ số 10 của n lớn với A và n lớn lớn hơn 0 và A khác 1. Với cách làm như ở hoạt động khám phá 3 thì ta nhận được công thức đổi cơ số. Vì ở đây đề yêu cầu chúng ta là tính loga cơ số A của n lớn theo loga cơ số 10 của A và loga cơ số 10 của n lớn nha. Rồi, vậy ở đây cô giả sử x bằng loga cơ số A của n lớn. Vậy thì ta có A mũ x chính là bằng n lớn. Vậy cô lấy loga thập phân hai vế thì cô được là x loga cơ số 10 của A bằng loga cơ số 10 của n lớn. Vậy cô suy ra được x bằng loga cơ số 10 của n chia cho loga cơ số 10 của A. Vậy với hoạt động khám phá 3 thì ta có được những cái kiến thức trọng tâm như sau. Cho các số dương A, B, N lớn với A khác 1, B khác 1, ta có loga cơ số A của N lớn bằng loga cơ số B của N lớn chia cho loga cơ số B của A. Đặc biệt, ta có loga cơ số A của N lớn bằng 1 phần loga cơ số N lớn của A và điều kiện N phải khác 1. Loga cơ số A mũ alpha của n lớn thì bằng 1 phần alpha loga cơ số A của n lớn với alpha khác 0. Vậy ở đây các em cần lưu ý cái cách để mà ta chuyển đổi cơ số. Từ loga cơ số A ta chuyển về loga cơ số B. Và khi mà mũ alpha mà nằm ở cơ số của A, em muốn đưa ra ngoài thì mình phải lấy nghịch đảo là 1 phần alpha. Đây, bây giờ chúng ta cùng áp dụng vào ví dụ.
Số 6. Tính giá trị các biểu thức sau. A. Loga cơ số 9 của 27. B. Loga cơ số 2 của 3 nhân loga cơ số 3 của 1/4. Vậy ở đây với câu A, loga cơ số 9 của 27, thì ở đây cô thấy 9 và 27 mình đưa về lũy thừa cơ số 3. Vậy ở đây cô có được là loga cơ số 3 mũ 2 của 3 mũ 3. Và mình áp dụng tính chất loga để mình đẩy cái lũy thừa đưa ra ngoài nha. Thì cô được là 1 phần 2 và nhân với cái mũ ở trên á, 3 mũ 3 đưa ra ngoài thì nó sẽ là 3 phần 2 loga cơ số 3 của 3 và bằng 3 phần 2 nhân 1 bằng 3 phần 2. Câu B, loga cơ số 2 của 3 nhân loga cơ số 3 của 1 phần 4 thì sẽ bằng loga cơ số 2 của 3 nhân. Vậy ở đây ta thấy loga cơ số 3 1 phần 4 muốn đưa về cơ số 2 cô làm như sau. Ở trên tử cô được là loga cơ số 2 của 1 phần 4. Dưới mẫu cô được loga cơ số 2 của 3. Và bằng thu gọn thì ta có được là loga cơ số 2 của 1 phần 4. 1 phần 4 cô chuyển về là 4 là 2 mũ trừ, trừ 2 cô đưa về lũy thừa cơ số 2. Và đưa cái mũ ra bên ngoài thì cô được là trừ 2 nhân loga cơ số 2 của 2 và kết quả bằng trừ 2. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu một cái ví dụ 7. Đặt loga cơ số 2 của 3 bằng A, loga cơ số 2 của 5 bằng B. Hãy biểu thị loga cơ số 9 của 10 theo A và B. Ở đây trên đề bài chúng ta quan sát thấy đề bài cho loga cơ số 2 nhưng lại hỏi loga cơ số 9. Vậy chúng ta phải sử dụng cái công thức đổi cơ số. Vậy ở đây cô đưa loga cơ số 9 của 10 chuyển về cùng loga cơ số 2. Vậy cô được phân số loga cơ số 2 của 10 trên cho loga cơ số 2 của 9. Và 10 thì cô sẽ tách ra là 2 nhân 5 và mình áp dụng tính chất của loga thì cô được loga cơ số 2 của 2 cộng loga cơ số 2 của 5. Loga cơ số 2 của 9 thì 9 cô đưa về lũy thừa là 3 mũ 2 và cô đưa cái mũ 2 ra bên ngoài thì cô được là 2 loga cơ số 2 của 3. Rồi sau đó mình áp dụng những cái dữ kiện mà giả thiết đề bài cho. Thế vào thì ta được kết quả là bằng 1 cộng B chia cho 2 nhân A. Vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu được hết 4 nội dung trong bài phép tính logarit. Vậy cô sẽ có một vài cái tổng kết mà các em cần lưu ý nha. Thứ nhất, các em cần phải nắm lại cái khái niệm logarit giúp. Thứ hai, phải nắm được các tính chất của logarit. Thứ ba là công thức đổi cơ số. Thứ tư, đó là cách mà mình sử dụng máy tính cầm tay để mà mình bấm công thức của logarit cho nó phù hợp với từng cái dạng loga nha. Và cuối cùng là các em phải nhớ làm các bài tập về nhà trong sách giáo khoa. Công thức trong phần phép tính logarit thì các em cần phải học thuộc và phải thuần thục việc biến đổi công thức để khi mình nhìn vào một bài toán thì các em mới có thể biến đổi linh hoạt được. Nên do đó, các em hãy sau khi học thuộc lý thuyết, học thuộc công thức rồi thì chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào làm các bài tập ở trong sách giáo khoa giúp cho cô hen. Trời, cô cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe phần video bài giảng này của cô. Xin chào tất cả các em.